会建议的是三月内请他退钱来的，就约把利息给他垫付。那你现在几岁啦？先生了，刚毕业，稍等，你先说。那从我到第二年招考，你一点都考不上的话。Thank you.
các bạn đừng có làm nhé.
Làm ra cho em thì đồng 328 xuống nhé. Số lợi của anh làm được hết.
tạo lên được luôn. Dạ. Anh bảo mang à, đồng lấy về có thể ở dưới cùng nó đấy nhở? Em đang ăn rồi, cho anh nốt tiền sẵn luôn. Anh nốt tiền nhở? Em để anh đồng nốt tiền cho em. Em đang ăn. Con của người ác một ba năm kia không quay được ạ? À vừa ác xong vào rồi đang quay.
Hết
Thank you.
Alim, ok rồi.
Mưa đâu? Đang mưa. Đang mưa. Ừ, về nhanh đi, mưa đang mưa con. Về từ đấy về là khá là kịp đấy. Hai con ok rồi, ngon quá. Không có cái nước gì đây luôn. Người sửa mất tiền rồi mà. Nước vẫn đỏ. Gọi chửi chết mẹ đi. Yeah.
Thank you.
thế thì tay cẩn thận vào. Đang test đầu in đấy. Tất cả anh em những cái giải ở dưới này, mỗi cô giải có 2 con đấy. Mỗi người nhận thấy một giải làm. Thank you.
Nào cũng thấy nó tên không biết thế làm gì hết, chắc gì đâu, bọn lùm trâu này. Mẹ em làm chán rồi đi làm lại từ đầu. Không trùng tên nhỉ? Cái này có dấu đâu? Tức là hai cái này đều có dấu mà. Thảo cái gì? Đúng không? Rồi.
rất nhiều thẻ mới nhá, anh em bảo rồi đấy. Mỗi anh em một giải 2 con làm test đi, xem đầu nào được thì để mua. Làm theo cũng cần một tí. Gửi có chỗ nó chỉ cho P2 này, mèo. Cái đây này. Bên chú xem ơi, từ ngày 20 trở đi là tạ hết rồi. Thank you.
Cái nó cũng video này là úp cái gì đấy? Video ngày xưa up video lên driver ấy. Con người ạ.
Không nghe quen người nào đến về chuyện gì còn tay hai thì cũng đến ạ à.
đình. Thank you.
ý bạn nốt lòng hoảng quá hình ra tôi nghe là tôi phải nhắc bạn tôi để đi nhìn xem tại nào rồi tôi mua. Thank you.
tiền đúng. Tôi bắn thứ hai con, một con bắn thứ hai ra mắt nó xếp, còn một con nó tăng lại. Còn lại thì nó hero, tôi chưa có thời gian ăn lại. Thank you.
2 thì sao? Hãy đọc trước khi hỏi. Hãy xin lỗi. Hùng xa lộ ăn cơm không? Hùng ăn cơm bạn Dũng ăn không? Sao nó cũng ready nhỉ? Chúa. Ai bán mà mua? Ai cho mà lấy? Ai mà xin? Trái cũng xa được, trái cũng yêu mật của mình. Nghe con phật nó tâm chưa.
Thank you.